Mặc dù là chưa khám thì chúng tôi cũng phải nói rằng là bạn có một cái ưu thế, đó là tuổi trẻ. Riêng cái tuổi trẻ thì đã là cái tỷ lệ cũng đã cao rồi. Như bệnh viện Tâm Anh của chúng tôi làm thì với những lứa tuổi của bạn, nếu mọi thứ bình thường thì tỷ lệ thành công khoảng độ 60-70%. Còn nếu để cao tuổi hơn nữa thì tỷ lệ sẽ giảm dần theo lứa tuổi. Còn chi phí thì cái này thì dao động rất nhiều. Vì chi phí sẽ là gồm hai khoản. Khoản thứ nhất đó là những cái chi phí về những vật tư tiêu hao, trang thiết bị, kỹ thuật và nhân lực. Cái khoản chi phí đầu tiên thì là cố định. Khoản chi phí thứ hai là một khoản rất lớn. Đó là khoản tiền thuốc mà dùng cho bạn. Thường vào khoảng 50% chi phí. Cái đó thì hoàn toàn tùy thuộc vào các cái xét nghiệm và sức khỏe của bạn, cơ thể của bạn, cái đáp ứng của bạn đối với thuốc. Chú ý trung bình mà chúng tôi tính cho khi làm tại viện Tâm Anh với những người mà lứa tuổi như bạn thì khoảng độ từ 60 triệu đến 70 triệu cho một lần. Trường hợp của bạn hoàn toàn đầy đủ điều kiện để bạn nên làm thụ tinh ống nghiệm. Bạn nên làm sớm vì tuổi bạn vẫn còn trẻ, bạn vẫn còn sức khỏe còn tốt, tỷ lệ thành công của bạn khá cao.